Cái em này thì lần đầu tiên mà Liên nhìn thấy và rất là muốn thử là Dr. Dre đã khen ở trong một cái video về kem chống nắng vật lý. Khi mọi người bôi lên xong, mọi người sờ vào da vẫn sẽ cảm giác là hơi hạt hạt. Nếu mà với một cái kem dưỡng chống nắng mà mình phải bỏ tới hơn 1 triệu gọi là cái full size sản phẩm này để mua thì Liên cảm thấy là nó không được đáng giá cho lắm. Chào các bác, tôi là Linh đây và ngày hôm nay thì chúng mình đã có một video mới. Hôm nay thì các bác thấy ở bên cạnh Linh thì là một số cái sản phẩm kem chống nắng. Và lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau làm về một chủ đề kem chống nắng. Và chắc chắn là các bác còn nhớ Linh đã hứa cái chủ đề này rất là lâu rồi. Xin lỗi các bác là kiểu tôi cứ bị lười, thế nên là bây giờ tôi mới có thể cho cái tập này lên sóng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một số cái kem chống nắng nội địa Mỹ. Và nếu mà các bác cảm thấy thích cái video như thế này thì Linh sẽ có thể ra được phần 2. Thực sự là kem chống nắng nội địa Mỹ mà Linh đã từng thử thì cũng phải có đến mười mấy 20 chai cơ. Nhưng mà ở trong này thì Linh sẽ chỉ nói đến khoảng tầm 8 chai thôi. Đây cũng là một số cái chai mà rất nổi bật và người ta sử dụng rất nhiều bên Mỹ. Ở Việt Nam nói chung thì mọi người thấy là người ta thường quan tâm nhiều đến kem chống nắng Úc này, kem chống nắng Hàn này, rồi là kem chống nắng châu Âu này. Nhưng mà Mỹ thì nó vẫn là một cái gì đấy mà ít người sử dụng, đúng không? Thì ngày hôm nay Linh cũng sẽ cho mọi người những cái idea về kem chống nắng Mỹ và cũng cho mọi người một số quan điểm tại sao người Việt Nam chúng ta lại ít sử dụng kem chống nắng kiểu Mỹ hơn. Và không dài dòng nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với cả video ngày hôm nay luôn nha. Với các kem chống nắng Mỹ thì đa số sẽ chia ra làm hai loại chủ yếu là kem chống nắng hóa học và kem chống nắng vật lý. Kem chống nắng hóa học thì nó sẽ sử dụng những cái màng lọc cũ, tại vì ở Mỹ thì người ta khá là khắt khe trong việc lựa chọn màng lọc. Vì vậy những cái màng lọc mà kiểu mới, hiện đại, ví dụ như những cái công nghệ xịn sò thì cũng chưa được đưa vào trong các kem chống nắng của Mỹ. Và loại thứ hai là kem chống nắng thuần vật lý. Kem chống nắng thuần vật lý thì được người Mỹ ưa chuộng tại vì cái khả năng đấy là an toàn và lành tính ở trên da. Bên cạnh đấy thì nó cũng sẽ rất là an toàn với cả môi trường nữa. Đấy là lý do vì sao mà người Mỹ họ rất là yêu thích hai cái loại kem chống nắng này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến một sản phẩm ở đây, đấy chính là Banana Boat Simply Protect Spot Sunscreen Lotion. Kem chống nắng này thì nó sẽ bán phủ sóng ở tất cả các cái siêu thị ở bên Mỹ. Và đây cũng là một trong những kem chống nắng nổi nhất ở bên Mỹ. Như mọi người biết thì là người Mỹ nói chung đều rất là thích đi tắm biển này, rồi thích đi tắm nắng, chơi thể thao bãi biển. Và những bạn nào mà ở Việt Nam mọi người thường xuyên đi biển ý, hoặc là ở những cái vùng ven biển, thì Linh thấy rằng là cái kem chống nắng này nó rất là phù hợp với mọi người. Kem chống nắng này thì nó sẽ không có oxy benzone và paraben. Oxy benzone thì nó một thành phần màng lọc mà rất là nhiều người cho thấy rằng mình có khả năng bị dị ứng. Thế nên đây cũng có thể là một điểm cộng của bạn này. Màng lọc của em này ngoài màng lọc hóa học da, ví dụ như là hormone salate này, octisalate này, thì nó sẽ có cả zinc oxide nữa. Những màng lọc này thì sẽ giúp cho kem chống nắng ổn định hơn, cũng như là có thể chống nắng phổ rộng. Tại này thì khi mà mọi người bôi ra tay ý, thì nó sẽ có màu trắng và kiểu nó cũng khá là dày dạng cream. Khi mà mọi người bôi lên mặt, mọi người sẽ cảm giác là nó hơi bị khó chịu một tí và hơi bóng một tí. Và nó cũng sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để mọi người có thể thấm được. Thế nên là rõ ràng là với những loại kem như này thì mọi người không thể sử dụng hàng ngày được, mà mọi người chỉ có thể sử dụng ra biển thôi. Bên cạnh đấy thì nếu mà mọi người muốn bôi trên toàn thân thì bôi body sẽ phù hợp hơn so với cả bôi mặt. Sản phẩm này có mùi cam quýt nhẹ và khi mà mình bôi xong thì sẽ có cảm giác cay mắt mọi người nhé. Với các bạn này thì Linh đã từng sử dụng nhiều rồi đi biển mà mình thấy rất là recommend mọi người luôn, giá của nó cũng rất là rẻ nữa. Nếu mà mọi người có thể tìm được thì nên mua đúng dòng này rất là tốt cho làn da. Và Linh đọc lại cái tên của dòng này, đấy là Simply Protect Spot Sunscreen Lotion SPF 50+ mọi người nhé. Khá là giống với cả bạn Banana Boat này thì chúng ta có một sản phẩm ở Việt Nam mà người ta dùng khá là nhiều, đấy là sản phẩm Neutrogena Dry Touch, cũng là kiểu SPF 50-55 luôn. Em này thì mọi người thấy rằng nó có thể sử dụng cho cả mặt và body và gần như là cái màng lọc cũng khá là giống. Nếu mà mọi người sử dụng lên trên da thì mọi người sẽ phải chờ khoảng tầm từ 20 cho tới 25 phút thì cái màng lọc nó mới set hoàn toàn vào da mọi người. Sản phẩm Linh thấy rằng nó cũng sẽ bị hơi dày khi mà sử dụng và dạng cream lúc mà lên thì nó cũng khá là bóng. Em này thì mọi người cũng nên sử dụng để đi biển luôn, chứ còn sử dụng hàng ngày thì Linh thấy là nó cũng không phù hợp. Mặc dù sản phẩm ghi là dry touch nhưng mà lúc mà sử dụng lên da thì nó cũng không thấm quá là nhanh đâu. Thế nên mọi người cần phải xem xét khi mà mình mua sản phẩm này. Quên mất để nói là cả hai bạn này thì cả Banana Boat và Neutrogena đều có khả năng chống thấm nước rất là tốt mọi người nhé. Ít nhất là đến 80 phút. Và nếu mà nói về kem chống nắng để chống nước ấy thì mọi người nên sử dụng những loại của Mỹ, Linh nói thật đấy, tại vì nó có khả năng chống nước đỉnh cao hơn rất là nhiều. Thế nên nếu mà mọi người đi biển, đi bơi các thứ ấy, thì mọi người sẽ thấy được rõ cái điều mà Linh nói. Cái điểm mà ở Neutrogena Dry Touch không bằng được với cả Banana Boat thì theo Linh đấy là cái sản phẩm này nó có nhiều màng lọc có thể dễ dàng gây kích ứng nhạy cảm trên da mọi người hơn. Ví dụ như ở trong Neutrogena thì nó sẽ vẫn có oxy benzone này, nó sẽ có BHT này, có rất là nhiều các loại paraben khác nhau. Vì vậy những bạn nào mà mọi người da dễ bị dị ứng ấy thì mọi người cũng nên xem xét trước khi mà mua. Sản phẩm thứ ba một thời cũng rất là nổi đình đám ở Việt Nam, đấy là Murad Essential C.
Day Moisture Boost Spectrum SPF 30 và PA 3+. Em này thì mọi người thấy là cái bao bì của nó rất là xinh xắn và nó nằm ở trong một bộ sưu tập những cái sản phẩm thuộc dòng C. Kiểu những cái dòng này thì nó đã làm mưa làm gió ở cả Mỹ và Việt Nam. Nếu mà mọi người thường sử dụng cái sữa rửa mặt dòng C của sản phẩm này thì mọi người biết là sản phẩm này nó dùng rất là thích. Bảng thành phần của sản phẩm là kem chống nắng lai phủ rộng với Ensulizone 2%, Octinoset 7,5%, Octoquilen 6% và Titanium Dioxide là 3%, giúp bảo vệ da hiệu quả khỏi UVA và UVB. Sản phẩm cũng có vitamin C và công nghệ Skin Repair System được cấp bằng sáng chế, giúp cải thiện độ săn chắc đàn hồi cho làn da, chiết xuất bạch quả, giúp làm chống oxy hóa. Với cả cái dòng này của nhà Murad thì Linh thấy rằng sản phẩm kem chống nắng này là cái sản phẩm yếu nhất mà trong cả cái bộ này mà Linh đã sử dụng. Lý do là tại vì thứ nhất là bởi vì sản phẩm nó có mùi cam quýt và cái hương liệu tự nhiên, thế nên là mọi người có thể dễ dàng bị kích ứng với sản phẩm này. Thứ hai đấy là sản phẩm có dạng cream texture lỏng nhẹ, khi mà bôi lên da thì khá là thoải mái. Nhưng vấn đề của em này đấy là nó rất là dễ bị cay mắt nha mọi người nhá. Mọi người chỉ cần kiểu bôi trong ngày thôi mà kiểu nó lỡ chạm vào mắt hay gì đấy thì nó sẽ cay xè luôn, chứ nó không phải là cay bình thường đâu. Bởi vì bản chất là ở trong này nó có cái nồng độ vitamin C, không biết là nó có đủ cao hay không, nhưng mà lúc mà mình bôi vào mắt cái là mình cảm nhận cái sự dã man con ngan của cái sản phẩm này. Thứ ba đấy là mặc dù sản phẩm claim khá là nhiều về những cái công nghệ và hoạt chất, nhưng mà với SPF 30 và PA 3+ thì Linh nghĩ rằng mọi người cũng không thể nào mà sử dụng kiểu đi ra nắng quá nhiều. Mọi người chỉ có thể sử dụng ở trong nhà thôi và nó có thể sử dụng tốt như là một cái loại kem dưỡng chống nắng. Tại sao mà chúng ta không nên mua? Lý do bởi vì nếu mà với một cái kem dưỡng chống nắng mà mình phải bỏ tới hơn 1 triệu gọi là cái full size sản phẩm này để mua thì Linh cảm thấy là nó không được đáng giá cho lắm. Sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm kem chống nắng mà Linh nghĩ rằng ở Mỹ người ta rất là thích, và kiểu đây cũng là một trong những kem chống nắng vật lý điển hình. Đấy chính là sản phẩm này của nhà Drunk Elephant. Đây là Umbra Tinted Physical Daily Defense, cũng là với cả SPF 30. Em này thì có tới 20% là zinc oxide và bảng thành phần của nó cũng rất là gọn nhẹ, rất là tối giản, cũng cực kỳ tốt cho làn da. Trong em này thì sẽ có cả chiết xuất hoa hướng dương giúp trung hòa các gốc tự do chống lão hóa, chiết xuất tảo chứa các chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường khả năng bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, chiết xuất từ quả nho giúp làm dịu da và làm giảm mẩn đỏ. Sản phẩm không có cồn và không có hương liệu. Với các bản này của nhà Drunk Elephant thì nó sẽ có một bản không có màu và một bản có màu. Bản thân Linh thì là một người khá là thích kiểu có một làn da tanning vào mùa hè để mình đi biển ý. Nếu các bác để ý là khi mà tôi đi biển xong tôi rất là hay photoshop da tôi nâu đi. Đấy là sở thích cá nhân các bác ạ. Thế nên là tôi rất là đam mê thử những cái loại kem chống nắng có màu. Và với cái dòng này thì tôi lại thấy rằng là cái màu của nó khá là phù hợp với các bạn ở Mỹ, tức là kiểu màu nó khá là tối. Còn với cả da châu Á mình thì mình muốn nó xuống tông một xíu thôi ý, thì cái màu này nó lại bị hơi đậm. Sản phẩm này thì màu của nó giống như kiểu màu sô-cô-la. Lúc mà mới bôi lên thì cái màu nó khá là nhạt nhá mọi người, nhưng mà mình kiểu tan ra và tiệp vào da ấy thì bắt đầu màu nó sẽ xuống dần. Và kiểu là nó tiệp vào da rất là đẹp. Nếu bạn nào mà kiểu mọi người là da nâu, da ngăm ấy, mọi người thử với cả dòng này thì Linh nghĩ mọi người sẽ rất là thích. Bởi vì là cái lên của nó khá là giống với cả một loại kem chống nắng dạng tint hoặc là một cái CC cream, BB cream gì đấy. Và lúc mà mọi người bôi lên thì nó rất là đều, nó rất là bóng. Và nếu mà mọi người ra biển một cái mọi người thấy là cái hiệu ứng của cái sản phẩm này nó rất là tốt luôn. Nói chung Linh thấy đây là một trong những cái kem chống nắng mà làm dạng tint tốt nhất mà Linh đã từng dùng ở trên thị trường. Cái này nếu mà so sánh với Ultimate đi thì Linh thấy là cái finish của nó đẹp hơn khá là nhiều luôn. Sản phẩm có texture dạng cream và tán da khá là giống kem nền thôi. Mọi người thấy là nó tiệp vào da rất là nhanh và nó không hề có dấu hiệu là bị vón cục mọi người nhá. Bên cạnh đấy thì nếu mà mọi người là da dầu ấy thì Linh nghĩ là bạn này sẽ hơi nhờn ở trên da. Sản phẩm tiếp theo mà chúng ta sẽ nói đến đấy là sản phẩm First F Beauty. Đây là một em có SPF 30 và cũng là kem chống nắng vật lý. Sản phẩm có 16,8% là zinc oxide, không chứa nano nên là không có kích ứng da. Các loại hoạt chất lên men giúp bảo vệ da và giúp làm dịu da. Nhiều chất chống oxy hóa như là vitamin E, licorice, trà xanh giúp ngăn chặn các tác hại từ môi trường, và glycerin giúp dưỡng ẩm. Sản phẩm này Linh biết đến là từ một cái video của Hyram. Gần như là Linh xem khá là nhiều video của Hyram và Linh thấy bạn ấy sử dụng cái sản phẩm này. Và kiểu nói chung là bạn ấy recommend cái sản phẩm gì ở bên Mỹ, Linh thấy là nó cũng rất là hợp với da tôi. Thế nên tôi đã mua về dùng thử. Cái dòng này thì khi mà mình bôi lên da mọi người sẽ thấy là nó hơi có cảm giác là cũng có màu nữa, có màu tint. Và nó cũng xuống tông làm cho da mình có cảm giác da ngăm rám nắng. Và này nó cũng là dạng cream lỏng và khi mà bôi lên da thì thấm rất là nhanh. Em này thì cái kết cấu của nó sẽ có một chút emulsion, tức là sản phẩm nó vừa có dạng cream nhưng ở bên trong nó sẽ vẫn có những cái hạt cát nhẹ nhẹ ấy. Và cái việc mà khi mà có những cái hạt cát nhẹ này thì Linh cảm giác là nó sẽ có thể giúp cho mọi người là làn da dầu ấy thì sử dụng rất là tốt.
và khi mọi người bôi lên xong, mọi người sờ vào da vẫn sẽ cảm giác là hơi hạt hạt. Cái loại này thì đa số là những bạn nào phải sử dụng quen rồi thì mọi người mới thích được. Còn nếu mà mọi người không thích những cái dạng mà ở bên trong cái texture cream nó có cái cát đấy ấy, thì mọi người sẽ cảm thấy rất là khó chịu khi mà sử dụng trên da. Cá nhân Lin là một người khá là thích cái kiểu mà có cái cát ở trong này. Tại vì không hiểu sao nhưng mà khi mà mình nhìn xét tổng thể cái mặt mình ấy, thì mình sẽ thấy là trông nó khá là mịn và khá là lì. Và bên cạnh đấy là nó có thể che được một số cái khuyết điểm là lỗ chân lông của mình nó bị to. Sản phẩm này thì nó có khả năng chống nước, không quá bóng và khi mà mọi người bôi lên thì sẽ rất là xinh luôn. Mỗi tội là giá của sản phẩm này thì nó sẽ hơi đắt một tí và cũng khá là khó kiếm ở Việt Nam. Thế nếu mà bạn nào muốn mua thì chắc chắn là mình phải order bên Mỹ rồi. Sản phẩm tiếp theo mà Linh muốn thiệu mọi người đấy là em này đến từ Bioessence. Đấy là Swalensing Sheer Mineral Sunscreen. Mới thấy là nhìn chung thì các cái loại này nó chỉ claim được đến mức đấy là SPF 30, nhưng mà nó vẫn có thể chống cho mọi người cả UVA và UVB. Bạn này thì nó cũng sẽ chỉ phù hợp cho mọi người sử dụng ở trong nhà hoặc là ở trong những cái thời tiết kiểu low sun, tức là không có quá nhiều ánh nắng kiểu mùa đông hoặc là mùa xuân thì sử dụng khá là ok. Em này thì bảng thành phần của nó sẽ gồm có 14% zinc oxide và cái này là nó đã đủ để có thể chống nắng cho mọi người được rồi. Cái điểm hay nhất bạn này thì nó sẽ là có chất dầu, có squalene, thế nên là khi mà mình sử dụng lên da thì mình sẽ có cảm thấy là nó hơi bóng và kiểu lúc mà bôi lên xong thì nó chủ yếu là sẽ phù hợp với những bạn da khô để có thể vừa dưỡng ẩm, cấp ẩm cho mọi người, không bị khô trên mặt trong cả ngày. Trong sản phẩm còn có Thermos Ferment, đây là một loại enzyme thu hoạch được từ sinh biển, giúp làm chống oxy hóa cao, có khả năng bảo vệ da khỏi nhiệt và ánh sáng. Mineral Based Light Reflectors đóng vai trò làm màng lọc và tán nhỏ ánh sáng, tránh gây hại cho da. Water Lily làm mát và làm dịu da, sản phẩm không có cồn và không có hương liệu. Với cái sản phẩm này thì cái điểm hay nhất trong quá trình mà Linh sử dụng thì Linh cảm giác là sản phẩm này nó rất là dễ tán và kiểu nó không bị quá là giấy. Và khi mà mình kiểu apply thì trong khoảng tầm là từ 2 đến 4 tiếng thì mình rất là có nhu cầu có thể apply lại. Nó giống như là những cái sản phẩm mà kiểu nó dày như là cái sản phẩm của 355 Bosch này, hay là những cái sản phẩm chung của Mỹ nó bị dày ấy, thì thường là mình sẽ không có nhu cầu, không có muốn apply lại bởi vì mình không muốn là cái cảm giác nó bị dính bết trên da. Nhưng mà loại này thì Linh cảm giác là nó khá là nhẹ và khá là ok khi mà mình sử dụng. Tuy nhiên thì bạn này Linh cảm giác là nó chỉ sử dụng phù hợp với cả da khô thôi, tại vì nếu mà là da dầu thì dùng em này nó khá là nhờn đấy nhá. Thế nên mọi người nên chú ý để mua nó chuẩn. Loại này cũng là một trong những cái loại mà nó rất là hot ở bên Mỹ và bán rất là chạy. Thế nên nếu mà bạn nào kiểu thực sự muốn thử ấy thì Linh cũng có thể recommend cho mọi người là nên thử xem là một cái chai kiểu Bioessence tầm gần 1 triệu như này nó có đáng tiền để mọi người thử hay không. Sản tiếp theo đấy chính là sản phẩm này là Abba Botanica Sensitive Mineral Sunscreen với Broad Spectrum SPF 30. Cái em này thì lần đầu tiên mà Linh nhìn thấy và rất là muốn thử là Dr. Dre đã khen ở trong một cái video về kem chống nắng vật lý. Kiểu trong cái video đấy thì có rất là nhiều sản phẩm kem chống nắng vật lý, nhưng cái sản phẩm này là sản phẩm duy nhất mà Linh không có và kiểu tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó ở trên thị trường cả. Và lúc mà kiểu Dr. Dre khen là sản phẩm này dùng rất là tốt, rất là ok, nó lại còn kiểu có khả năng chống nước này, không có hương liệu này và nó rất là an toàn lành tính, kiểu nó hoàn toàn là organic tự nhiên các thứ luôn, thì Linh cảm thấy rất là thích thú và muốn thử ngay. Em này thì khi mà mua về ấy, nó có rất là nhiều cái không mọi người ạ. Thế nên là những bạn nào mà sợ nhiều thứ trên đời này thì mọi người có thể thử nhá. Ngoài là không có cồn hương liệu vân vân ấy, thì nó còn không có oxybenzone này, không có otinoxet này. Những chất này thì cũng có rất là nhiều người đã báo cáo là bị gây kích ứng ở trên da, không có hương liệu tổng hợp và 100% các thành phần của sản phẩm này là sản phẩm thuần chay. Cái sản phẩm này bản chất ấy, Linh thấy nó là sản phẩm rất là đặc thù, thế nên mọi người rất là khó tìm mua, thậm chí là kể cả ở Mỹ luôn. Linh đã phải tìm mua ở một số trang chuyên về bán đồ organic thì Linh mới có thể tìm mua được cái sản phẩm này. Màng lọc của sản phẩm này nó cũng khá là tốt. Đương nhiên rồi, Dr. Dre mà đã khuyên thì chắc chắn là nó sẽ chuẩn rồi mọi người ạ. Với chai nitric oxide là 2% và zinc oxide là 14,5%. Khi mà sử dụng màn này thì Linh thấy là nó hoàn toàn có thể sử dụng tốt, kể cả trên những làn da nhạy cảm nhất hoặc là trên mẹ bầu thì mọi người vẫn có thể dùng được nha. Vừa rồi thì Linh đã nói về khá là nhiều điểm tốt của em này, nhưng mà cái điểm yếu của em này thì chắc chắn nó là texture rồi. Tại vì bản thân Linh không thấy cái texture này quá đẹp. Mọi người cảm giác nó cũng khá giống với cả con này của Banana Boat hoặc là Neutrogena, nó hơi dày, nó nâng tông khá là nhiều và mọi người sẽ mất một thời gian để chờ. Mọi thứ của nó khá là cổ điển luôn ý, và mọi người sẽ thấy là bôi lên da nó sẽ trắng toát luôn và đến một lúc sau thì nó mới set lại. Nhưng mà nói chung là nó cũng không quá kinh, kiểu nếu mà mọi người bôi kem chống nắng nhiều rồi thì mọi người sẽ quen được với texture này. Nhưng mà với bạn nào mà mới làm quen với kem chống nắng ấy thì Linh nghĩ là mọi người cầm cái texture này cái là mọi người sẽ chê ngay. Cái điểm khá là thú vị bạn này Linh thấy đấy là nó không hề bị cay mắt. Và nếu bạn nào đang tìm một sản phẩm kem chống nắng không bị cay mắt ấy thì đây chính là cái mà có thể mọi người đang tìm kiếm. Bên cạnh đấy thì nếu bạn nào mà kiểu vừa laser xong hay là mọi người lăn kim vân vân, kiểu sử dụng các cái thủ thuật xâm lấn ấy, thì mọi người cũng có thể hoàn toàn thử bạn này. Nó rất rất là lành tính ở trên da luôn, và mọi người sử dụng trong
trong nhà hay là mọi người đi sử dụng hàng ngày daily cũng rất là ổn. Nhưng quay lại với cái chuyện đấy là cái texture nó cream đặc hay là dưỡng ẩm nhiều thì các bạn da dầu mình nên chú ý một chút nha. Sản phẩm tiếp theo đấy là sản phẩm này đến từ Dr. Dennis Ross. Loại này thì Liên dùng cũng đã khá là lâu rồi. Em này là Dark Spot Sun Defense Sunscreen. Thực sự là đến bây giờ Liên không còn biết là cái hãng Dr. Dennis Ross này nó còn sản xuất cái chai này không ít. Nhưng mà thực ra đây là một cái công thức mà Liên khá là thích với cả công nghệ là Melasi Complex. Cái loại này thì có thể giúp cho mọi người làm giảm thâm khá là tốt, cũng như khi mà mình sử dụng trên da thì sau một thời gian mọi người kết hợp với các cái hoạt chất kiểu điều trị thâm thì nó cũng sẽ khiến cho cái làn da của mọi người nó tươi sáng hơn sau khi mọi người bị thâm mụn chẳng hạn. Ngày xưa ấy, lúc mà kiểu năm 2017-2018 nên dùng bạn này ấy, thì gần như là kiểu hồi đấy cũng chẳng có quá nhiều các cái loại serum đâu, tại vì hồi đấy mình cũng không có tiền nữa. Tôi cũng chỉ hay sử dụng niacinamide của nhà The Ordinary thôi. Và khi mà kết hợp với cả cái bạn kem chống nắng này ấy, thì tôi cảm nhận đấy là nó có hiệu quả rõ ràng trong việc mình điều trị thâm. Mỗi tội là kem chống nắng này thì nó cũng khá là đắt, nó cũng rơi vào khoảng tầm gần 1 triệu cho một cái chai như thế này. Bạn này nó sẽ chỉ đơn giản là một cái kem dưỡng chống nắng với nồng độ zinc oxide là 4,42% và chăm dioxide là 4,9%. Bên cạnh đấy thì công nghệ Melasi Defense sẽ giúp cho mọi người có thể làm giảm và ngăn ngừa sắc tố, đường nhăn và nếp nhăn. Nhưng ở thế đấy là bởi vì cái bảng thành phần của nó có cái màng lọc nó không được cao cho lắm. Nên là Linh nhớ rằng là cái sản phẩm này nó ngưng sản xuất và kiểu đổi sang một cái dòng mới xịn sò hơn với công thức update hơn. Lâu lắm thì Linh cũng không sử dụng lại các sản phẩm của Dr. Dennis Gross và chắc chắn là trong thời gian tới tôi cũng sẽ cố gắng để update lại. Nếu mà các bác cảm thấy thích Dr. Dennis Gross và một tôi update một vài sản phẩm thì đừng quên là nói cho tôi biết nhé. Sản phẩm cuối cùng là một sản phẩm Linh rất là yêu thích, đấy là sản phẩm Super Group Unseen Sunscreen. Đây cũng là một sản phẩm mà Linh đã từng recommend khá là nhiều trên Instagram cho mọi người và rất là phù hợp với cả những bạn thuộc làn da dầu. Sản phẩm này nó là một kem chống nắng số ít thuộc dòng hóa học ở trong video với rất là nhiều màng lọc khác nhau là avobenzone này, hormone salate, oxysalate, vân vân, và nó cũng sẽ có rất là nhiều chiết xuất chống oxy hóa như gọi là chiết xuất táo đỏ chẳng hạn. Và nhìn chung thì nó rất là giống với những kem chống nắng khác của Mỹ, kiểu nó có màng lọc hóa học và bên dưới là khá là nhiều thành phần thực vật. Cái điều khác biệt nhất của bạn Unseen nhà Super Group Linh thấy đấy là cái phần texture với cả phần finish của nó rất là nổi bật. Nếu bạn nào Việt Nam mình đang tìm một cái sản phẩm mà có thể vừa chống nắng vừa làm mờ lỗ chân lông và gần như là không thấy một cái dấu hiệu gì ở trên da của mình cả thì mọi người có thể thử bạn này. Khi mà mọi người bôi lên ý, thì texture nó không khiến cho mọi người cảm nhận được bất cứ một cái gì luôn. Và kiểu mình cứ bôi lên thôi là nó rất là đẹp. Và finish của nó thực sự là kiềm dầu rất là đỉnh. Sản phẩm này nó cũng được khá là nhiều giải thưởng như là giải Alu 2018 này, những sản phẩm được yêu thích nhất năm tại Mỹ. Thì với cái sản phẩm này nó có điểm đặc biệt nữa là nó không có dầu, thế nên khi mà mình bôi lên thì hoàn toàn có thể sử dụng như một kem lót trang điểm. Tuy vậy thì để cho sản phẩm có thể tạo ra được cái màng đẹp ở trên da thì đương nhiên là nó sẽ có sử dụng những cái hoạt chất thuộc dòng nhà silicone. Vì vậy nếu mà bạn nào bị dị ứng với silicone thì mọi người cũng phải nên chú ý. Hoặc những bạn nào mà mọi người cảm thấy rằng là khi mà mình bôi một cái dạng rất là nhiều màng lên trên da và nó sẽ dễ bị bí ở trên da của mình và nó có thể nổi thêm mụn ý, thì đây cũng là cái điểm mọi người có thể cân nhắc. Nói chung là với Linh thì Linh thấy là Unseen nó giống như kiểu là một con dao hai lưỡi. Nếu mà người nào hợp thì sẽ dùng rất là ok, còn nếu mà người nào không phù hợp thì có thể vẫn bị tanh bạch như bình thường. Vừa rồi thì Linh đã giới thiệu mọi người rất là nhiều những sản phẩm kem chống nắng nội địa Mỹ và mọi người thấy rằng là cái gu sử dụng kem chống nắng ở Mỹ thì nó cũng đã khác rất là nhiều so với cả ở châu Âu hay là ở Hàn, đúng không? Và mọi người cũng sẽ nhận ra được rằng là mọi người liệu có phù hợp với cả những kem sản phẩm kem chống nắng này hay không. Với Linh ý, thì Linh cảm nhận là nếu mà bạn nào mọi người đi biển nhiều hay là mọi người đang tìm những sản phẩm kem chống nắng chống nước tốt, bên cạnh đấy mọi người có thể thích những cái sản phẩm mà thuần vật lý, an toàn tự nhiên, có thể là không gây hại cho cả dạng san hô nữa, thì mọi người có thể tìm những công thức của Mỹ, tại vì họ đã làm những công thức mà kiểu phù hợp theo cái tiêu chuẩn của người Mỹ rồi. Chỉ cần bạn là một người kiểu theo phong cách đấy thôi thì bạn sẽ có thể rất là thích những kem chống nắng này. Điểm yếu sản phẩm kem chống nắng Mỹ thì Linh thấy nó cũng có, và nó cũng có thể là một số cái ảnh hưởng dẫn đến việc là người Việt Nam chúng ta sẽ không thích những cái sản phẩm này. Ví dụ như là sản phẩm nó có thể là bị quá là nhờn này, hay là sản phẩm nó bị trắng này, hay là sản phẩm nó không thấm nhanh vào da này. Thì đấy là tùy theo cái sở thích của mỗi người. Đến đây thì cũng đã hết video rồi và hy vọng mọi người đã có thể hiểu được thêm nhiều thứ hay ho về kem chống nắng nội địa Mỹ. Nếu mọi người có gì muốn chia sẻ với Linh thì đừng quên là comment lại và chúng ta sẽ gặp nhau ở những video tiếp theo. Mọi người hãy theo dõi channel Swatched by Linh cũng như là trang thẻ khác của Linh, đấy chính là TikTok, Instagram và Facebook, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video lần sau. Bye bye!